VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Nếu như bạn đã quá quen mặt với những dòng micro phổ biến trên thị trường hiện nay như là BF Audio, Shure hay là Sennheiser và muốn thử sức với một dòng micro mới trong dịp Tết này thì video này là dành cho bạn. Bởi vì ngày hôm nay VDA mang đến cho quý vị và các bạn một dòng micro mới có tên là Verity SE55. Và đây có lẽ là cái tên khá là xa lạ với những người tiêu dùng thông thường, nhưng với những ai chơi âm thanh chuyên nghiệp thì micro này được đánh giá là khá chất. Bởi vì không chỉ về thiết kế đẹp mà chất lượng âm thanh còn vô cùng thuyết phục. Liệu micro này có thực sự thuyết phục bạn hay không? Hãy cùng VDA theo dõi tiếp video này nhé! Bộ sản phẩm của chúng ta gồm có một micro và một đầu thu. Về thiết kế của đầu thu thì kích thước của đầu thu tương đối là nhỏ. Lớp vỏ bên ngoài của đầu thu được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn nhưng không gây ra sự nặng nề cho thiết bị mà vẫn đảm bảo được độ bền. Các chi tiết trên đầu thu khá đơn giản, gồm các nút điều chỉnh tần số, điều chỉnh âm lượng. Phía bên trái đầu thu là công tắc nguồn, dạng nút vật lý bằng nhựa cứng. Các nút tiếp theo là nút set tần số cho micro. Ở giữa hai nút là mắt hồng ngoại tự động cập nhật tần số cho micro. Bên cạnh là màn hình LCD hiển thị thông tin của micro. Tiếp theo là hệ thống các nút chỉnh tay cho micro, bao gồm hai nút tăng giảm tần số và nút điều chỉnh volume tổng. Phía còn lại bên trái là logo của hãng. Mặt sau của đầu thu bao gồm các chi tiết sau: đầu vào nguồn điện, hai đầu kết nối anten, hai nút vận điều chỉnh độ nhạy từng micro, hai jack Canon kết nối, hai đầu kết nối 6 ly. Về thiết kế của micro thì đầu chụp micro được làm bằng chất liệu inox sáng bóng, chắc chắn, có khả năng chống rỉ sét. Củ micro bên trong được bảo vệ bởi một lớp mút vải mỏng nhằm bảo vệ củ micro, và thân micro được làm bằng hợp kim nhôm nhẹ và chắc chắn, phủ sơn công nghệ anox chống xước, chống vân tay, chống bạc màu. Trên thân micro in logo của hãng và tên model micro, màn hình LCD nhỏ và nút công tắc on off. Phần đầu micro là phần nắp vặn mở lõi pin bên trong, tại đây còn có một tem phản quang chính hãng và tem bảo hành của nhà phân phối. Về chất lượng âm thanh, micro cho âm thanh sáng, tiếng rõ và vang, mang lại cảm giác tươi mới trong chất âm. Âm thanh khá là chân thực, tôn trọng giọng hát của người sử dụng. Micro được trang bị tính năng cảm biến thông minh. Chỉ trong 5 giây, micro tự động tắt tín hiệu nếu không nhận được tín hiệu âm thanh, và chỉ cần cầm vào micro là hát lại được ngay lập tức mà không cần phải khởi động lại công tắc micro. Ngoài ra, micro còn được trang bị thêm chức năng cắt hú tự động, loại trừ tiếng hú cao. Đánh giá một chút về ưu nhược điểm của micro Verity SE55 thì micro có ưu điểm là thiết kế đẹp, nhỏ nhắn, gọn gàng, chất âm sáng, tiếng rõ và vang. Tính năng cảm biến thông minh giúp tiết kiệm điện năng. Micro chống hồ rít chuyên nghiệp với tính năng dò tìm sóng giật, hoạt động ổn định, tín hiệu âm thanh tốt trong phạm vi khoảng 50m từ micro đến đầu thu. Nhược điểm là thương hiệu còn khá mới với nhiều người sử dụng và chất âm thiên về nhạc trẻ hơn là nhạc trữ tình. Wow, thực sự là quá nhiều tính năng cao cấp tích hợp trong một chiếc micro còn khá mới mẻ trên thị trường audio Việt Nam như vậy thì nó hoàn toàn xứng đáng để chúng ta quan tâm và trải nghiệm, đúng không nào? Và hãy ghé ngay VDA để trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm hoàn toàn miễn phí cũng như là nhận mức giá ưu đãi nhất thị trường. Bởi vì tại VDA của chúng tôi đang bán với giá khuyến mãi chỉ 4.800.000 đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi bạn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!